Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ đêm qua sang đến ngày hôm nay, một bộ phận không khí lạnh mới đã di chuyển xuống và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Vùng chịu ảnh hưởng đầu tiên của khối khí lạnh này là các tỉnh từ khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sau đó thì không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tại các tỉnh miền Bắc, trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa rải rác. Tuy nhiên, do khối khí lạnh lần này có cường độ trung bình nên chỉ gây ra những cơn mưa nhỏ cho khu vực. Trong khi đó thì nền nhiệt độ sáng nay bắt đầu có xuống giảm dần với mức nhiệt cao nhất trong ngày duy trì ở mức từ 17 đến 20 độ. Đến sáng nay thì do chưa chịu tác động của không khí lạnh nên các tỉnh ven biển Trung Bộ hầu như không có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh phần phía Bắc đạt khoảng từ 27 đến 29 độ và tại các tỉnh phía Nam trong ngưỡng từ 28 đến 30 độ. Tuy nhiên đến chiều nay thì không khí lạnh đã lan xuống và ảnh hưởng đến thời tiết một số nơi ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, khiến trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa rải rác nên nhiệt độ bắt đầu có xuống giảm dần. Tại các tỉnh từ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên đạt mức 29 đến 31 độ và tại Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Một vài điểm ở khu vực này đã lên đến 34 độ. Sang đến ngày mai thì các tỉnh Bắc Bộ sẽ nằm trọn trong khối khí lạnh ổn định và có phần lệch đông nên thời tiết khu vực vẫn giữ trạng thái là nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù diện rải rác nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục có xu hướng giảm thêm, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động phổ biến dưới 20 độ. Sau khi ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển đến các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Vì vậy, đới gió đông bắc trên khu vực sẽ mạnh trở lại, kết hợp với yếu tố địa hình khiến cho toàn khu vực có mưa, một số nơi có lượng mưa tương đối lớn nên nhiệt độ giảm dần. Đang trong giai đoạn mùa khô và nằm ở rìa xa của khối khí lạnh nên tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi. Toàn khu vực phổ biến ít mưa, ngày nắng với số giờ nắng khá cao khiến nền nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhiệt độ cao nhất hầu hết các nơi đều phổ biến trên 30 độ, một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ xấp xỉ 34 độ, trời khô nóng. Tuy nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh lại bước vào thời kỳ chiều cường mới với đỉnh chiều ở mức cao nên người dân nơi đây vẫn cần đề phòng với tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhất là vào giờ cao điểm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên cả nước vào ngày mai 12 tháng 12. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 đến 12 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, với gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ở phần phía Bắc là từ 24 đến 26 độ, phía Nam là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Tại khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, nhiệt độ ngày đêm dao động từ 26 đến 30 độ. Thưa quý vị và các bạn, bản tin dự báo thời tiết cuối ngày đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin dự báo thời tiết 6 giờ sáng ngày mai.